Wendy thông báo tin cực vui đến người hâm mộ Phi Nhung. Hiện tại cô đang được điều trị tích cực tại Mỹ và trong sáng ngày hôm nay, chúng tôi nhận được thông tin mới nhất từ các bác sĩ tại bệnh viện California đã thông báo rằng cô vừa trải qua cuộc phẫu thuật phổi quan trọng và các bác sĩ cho rằng sức khỏe của cô đang phục hồi một cách nhanh chóng. Nhưng sau khi trao đổi với Wendy Phạm, chúng tôi nhận thấy sự lo âu trên gương mặt của cô dù sức khỏe của mẹ đang có tiến triển tốt. Cụ thể cô cho biết dù sức khỏe của mẹ có phần khả quan nhưng cô vẫn luôn lo lắng không dám công bố thông tin này cho người hâm mộ biết bởi vì cô nghĩ mọi người sẽ không ủng hộ chuyện này vì mẹ Phi Nhung đã sắp xếp toàn bộ chuyện này sao mọi người sẽ yêu quý mẹ Phi Nhung bất ngờ quay lưng. Cùng với đó khi chúng tôi đưa thông tin về việc Phi Nhung vẫn còn sống thì hàng loạt cộng đồng mạng đã để lại bình luận với những cảm xúc chân thành. Cùng với đó cũng có nhiều ý kiến nghi ngờ về tính xác thật của chuyện này. Cụ thể, một vị khán giả giấu tên đã để lại bình luận như sau. May quá, Phi Nhung còn sống hả? Vậy thì nhớ trả tiền cho Hồ Văn Cường nha. Chuyện này chưa kết thúc đâu Phi Phi cô nương à. Với những lời khó nghe này, vị khán giả này cũng đã bị rất nhiều cộng đồng mạng khác tràn vào bình luận chỉ trích, cho rằng Phi Nhung hoàn toàn không liên quan đến tiền cách xe của Hồ Văn Cường. Phi Nhung được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như Bồng Điện Điển, Phải Lòng Con Gái Bến Tre đi lên từ sự khó khăn, xong bằng nỗ lực của mình, nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng. Trong sự nghiệp nghệ thuật, giọng ca bảy x được xem là người tình sân khấu với Mạnh Quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu. Cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero, hãy nghe tôi hát. Diễn biến sức khỏe phi nhung mới nhất hôm nay tại Mỹ, bác sĩ thông báo tình hình nguy kịch. Theo các bác sĩ tại Mỹ cho biết, Tình trạng bệnh nhân có cải thiện tích cực, đã tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Tuy nhiên cho đến sáng nay, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hai bên có chuyện biến xấu. Theo bác sĩ trưởng khoa, người trực tiếp điều trị cho ca sĩ Phi Nhung, cho biết hiện tại Phi Nhung được chuyển đến khoa hội sức cấp cứu. Trong tình trạng sốc, tục huyết áp, thở máy, bệnh nhân đã được lọc máu tích cực, tối ưu máy thở và theo dõi. Sau vài tiếng đồng hồ, tình trạng bệnh nhân đã có cải thiện tích cực, Bệnh nhân đã tỉnh, hiểu và thực hiện được y lệnh của bác sĩ. Tuy có những thời điểm bác sĩ quyết định cho bệnh nhân tập thở và cai máy thở, tuy nhiên đến giữa đêm qua, bệnh nhân bị tràn khí màng phổi hai bên, chuyển biến xấu, nguy kịch tưởng như không qua khỏi. Bác sĩ thông tin diễn tiến bệnh của ca sĩ Phi Nhung. Tiếp theo chúng tôi đã cho ca sĩ Phi Nhung phẫu thuật màng phổi hai bên và đặt emo. Sau can thiệp tình trạng của bệnh nhân có cải thiện lên tuy nhiên màng phổi bên phải vẫn tràn khí và chảy máu rỉ rả do đó ekip điều trị quyết định phẫu thuật để cầm máu và giải quyết tình trạng tràn khí màng phổi phải cho bệnh nhân kết quả giải phẫu ghi nhận mô phổi trong phổi có hai kén bị vỡ mô phổi đã bị hoại tử rải rác nhiều nơi chúng tôi tiến hành cắt kén và cầm máu nhưng tình trạng mô phổi bị đông đặc và hoại tử nhiều nơi rất khó cầm máu ekip điều trị quyết định làm xẹp mô phổi, phải để phổi nghỉ ngơi hơn một ngày mới bắt đầu cho thông khí trở lại. Tuy nhiên, bệnh nhân bắt đầu trở nặng và tụt huyết áp, các bác sĩ đã nỗ lực hồi sức cho bệnh nhân đến sáng ngày 13 tháng 11. Đến trưa nay, sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm và có thông tin sớm nhất đến cho quý vị. Phi Nhung luôn được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như bông điền điển phải lòng con gái bến tre đi lên từ khó khăn song bằng sự nỗ lực của mình nữ ca sĩ đã từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào và sâu lắng đúng cũng thức thứ bảy wendy tìm thấy lá thư chưa kịp gửi mạnh quỳnh của phi nhung bỗng nhiên rơi ra từ nhật ký mới đó mà đã cũng thức thứ bảy của cố ca sĩ phi nhung wendy phạm con gái duy nhất và người thân trong gia đình quay quần bên nhau thấp nhang cũng thức cho phi nhung và dường như là một sự trùng hợp hay cũng có thể là cố ca sĩ quá linh thiên mà mỗi lần cúng thức đều xuất hiện những sự kiện đặc biệt. Mới đây sau khi cúng thức xong xuôi thì quản lý Diễm Phạm cũng chính thức trở về Việt Nam. Trước khi ra phi trường quản lý trao lại cho con gái Phi Nhung những kỹ vật, những tấm hình, những quyển sổ nhật ký và quá bất ngờ khi có một bức thư của Phi Nhung xuất hiện những dòng tâm sự chưa kịp gửi đi mà người nhận lại chính là tri kỷ Mạnh Quỳnh. Wendy Phạm vừa đọc những nỗi niềm của mẹ vừa khóc. Quên ơi Nhung mệt rồi cho phép Nhung nghỉ ngơi nhé. Hứa với tôi là không được khóc. Đàn ông con trai gì mà khóc xấu quá. Ừ ông cần phải làm điểm tựa vững chắc cho gia đình. Chứ tôi có đi xa ông đâu. Tôi vẫn ở đây mà vẫn giỏi theo ông. Tất cả mọi người. Chỉ là tôi mệt, rất mệt. Nên muốn ngủ thật ngon trong vòng tay thương yêu của tất cả mọi người thôi. Hứa đi nhé đừng rời lệ. Mọi người luôn muốn thấy ông cười. Nhớ nhé không khóc nữa nhé. Tất cả mọi người nhớ tới Nhung phải cười tươi lên. Hứa với tôi là ông phải thay mặt hai đứa, đem lời ca tiếng hát phục vụ những người đã yêu thương, dành tình cảm cho chúng ta và luôn giữ cái đẹp trong lòng mọi người. Khi nghe ông hát bài nhớ đến tôi, nhớ đến tên tuổi của cặp đôi song ca Mạnh Quỳnh Phi Nhung ông nhé. Xin lỗi khi đã không giữ lời hứa với ông là đẩy xe lăn và cùng nhau đi khắp nơi, đem tiếng hát đi phục vụ khán giả đến hơi thở cuối cùng. Nhưng vì tôi quá mệt không thể đi đến cuối đoạn đường cùng ông, tôi chỉ dừng lại để nghỉ ngơi giữ sức. Tôi sẽ cho ông 22, 30, thậm chí 50 năm nữa để cùng ông đi nhé. Ở nhà ông sẽ buồn lắm đây khi không còn tôi bên cạnh. Nhưng tôi biết ông cũng hiểu, tôi đâu muốn xa ông đâu. Giờ này nơi ấy ông vẫn còn níu giữ những kỷ niệm đẹp lẫn ký ức vui buồn của hai đứa trong suốt mấy mươi năm qua. Nhưng đừng làm thế nữa có được không? vì thật sự tôi không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt ông dành cho tôi chảy dài xuống má của ông đâu ông biết không ông quỳnh tôi sống kiếp này quá đủ rồi cây đắng ngọt bùi đều có ông bên cạnh chia sẻ với tôi trên thế gian có được bao nhiêu tình người như thế ông trời công bằng lắm không để bất cứ ai phải thiệt thòi nên đã mang ông đến bên tôi sẽ bù đắp lại những gì mất mát và thiếu sót ông gọi tôi là người vợ không bao giờ cưới tôi kêu ông bà ông xã yêu thương ồn ào thị phi theo tụi mình cùng một thời gian dài ai nói gì thì nói ai hiểu sao thì hiểu nhưng chúng ta hiểu nhau mới là điều quan trọng tôi hạnh phúc khi các con bên cạnh khi được khán giả thương hạnh phúc tất cả những gì ông đã làm cho tôi tôi yêu tất cả mọi người nhưng tôi mệt rồi ông ạ à. tôi xin phép được nghỉ ngơi ông nhé dù có mạnh mẽ đến đâu tôi vẫn chỉ là một người phụ nữ bình thường tôi luôn tỏ ra mình ổn để mọi người không nhìn thấy những gì tôi phải chịu. Từ bảo vệ bản thân và các con em của mình, tôi muốn là một con chim đầu đàn hướng các em, các con mình về phía ánh sáng mặt trời, muốn là cánh chim mẹ đi tìm mồi về chăm sóc cho đàn chim non. Ông đừng giận tôi nha, tôi biết ông thương tôi lắm nên không nỡ giận hờn tôi đâu. Hãy cho tôi mượn bờ vai ông nhé ông Quỳnh, tôi cần lắm vào vai ấy lúc này để tựa đầu ngủ thật ngon, sóng gió bạo tố không làm tôi trùng bước ô mau thị phi không làm tôi lo tôi mệt lắm mà phải lo nghĩ không có giấc ngủ ngon sợ nỗi buồn của tất cả những người thân yêu bên cạnh tôi mệt với những chuyến bay xa mệt với những bước chân vội vã tôi mệt lắm ông hãy làm vào vai vững chắc cho tôi được dựa vào để ngủ một giấc ngủ thật dài cho đến khi tôi thức dậy thì mọi chuyện buồn đau tự như ưu phiền càng ước khổ dị đã ở lại và được chôn vùi vào ký ức nhé tôi nợ ông điều gì cho tôi thiểu kiếp sau tôi trả lại đó là nội dung thư vô cùng đặc biệt mà phi nhung đã gửi đến cho mạnh quỳnh